Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt cái cơ vi này khi các bạn đọc chữ là could not find đi. Đấy, khi các bạn đọc vào trong mình như sau này. Các bạn vào preset đi này. Các bạn preset. Rồi. Cơ vi. Preset đây. Rồi. Preset. Đấy. Các bạn hay những một số người reset hay gặp cái chữ này nhé. Bây giờ gặp cái này đó, sau khi các bạn cố vào cái chỗ Advanced Setup này, hay các bạn cố vào Advanced Setup reset máy hay gì đó một số này. Còn tuy nhiên là vào đây các bạn sẽ không thấy cái chữ reset PC, bạn không thấy cái chữ để đặt lại máy, bạn sẽ không thấy. Thì bây giờ phải làm như nào? Các bạn vào đây rồi nhưng mà không thở, nó cũng không có một số cải thì làm thế nào có thể sửa được cái này. Rồi continue, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn để trực tiếp xem cách làm thế nào các bạn có thể nhìn thấy. Chờ cho máy nó khởi động lên ạ. Các bạn chờ, kiên nhẫn chờ một chút. Bây giờ mình chờ đấy, thì bây giờ nếu các bạn gặp tình trạng này các bạn sẽ phải làm gì? Thì bây giờ mình cứ đợi máy vào xong mình sẽ dẫn đợi máy nó khởi động. Và bây giờ các bạn sẽ phải mở cho mình cái command prompt này. Và chữ command prompt này các bạn run add as administrator. Yes. Bây giờ các bạn sẽ gõ những lệnh này NAGENTC đó, gạch ngang enable kiểu kích hoạt enable đó. Các bạn hiện tại là đang bị này nghe. Rồi. Lần này mình làm lại lần nữa là được này. Open successful. Bây giờ mình sẽ gõ lại cái chỗ, gõ lại cái lệnh đây để kiểm tra xem nó kích hoạt chưa. Hoặc là ngoài cách, ngoài làm được các bạn thử vào lại chỗ reset này. Reset này. Started. Ở đây các bạn chờ. Đấy, nếu mà nó đây, được hình như được rồi nhé các bạn. Được rồi, nó không hiện chữ là could not find an invite requirement nữa. Nếu bạn không còn gặp chữ đấy nữa thì là đã hoàn tất nhé. Đó, như vậy là vấn đề đã được giải quyết nhé. Lần đầu là bị fail, nhưng mà mình làm một lần nữa là nó được ngay. Đấy. Chờ xem là thế nào. Được rồi nhé, thành công rồi nhé các bạn. Rồi bây giờ mình kiểm tra, bây giờ mình vào luôn cả cái này. Đó, như vậy nó đã enable nhé, kích hoạt nhé các bạn, không có lỗi lầm gì cả. Đấy, thế video của mình đến đây cũng kết thúc thôi. Đấy, đây là cách để các bạn sửa cái vấn đề could not find an email requirement. Cửa không có cái môi trường và cái vấn đề là không có cái chữ reset PC và những cài đặt khác như command prompt này, startup kia và cả khác đó, rất nhiều mà các bạn gặp phải. Đây là cách thì các bạn chỉ cần làm cách đấy là trong một lúc nhạc là sửa xong đấy.
video của mình cũng đến đây kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chào các bạn, hãy like và sub và đăng ký kênh của mình nhé.